Long Thanh from Alma English and welcome back to my channel. Xin chào tất cả mọi người, lại là Thanh, Thanh đến từ Alma English và chào mừng mọi người quay trở lại với video clip của Thanh. Thì hôm nay khi mà Thanh up video clip về các cái học phát âm thông qua về phân biệt Anh và Anh Mỹ thì cái phần 1 đã có rất nhiều các cái sự tương tác và các bạn sẽ hỏi Thanh và Thanh thấy là các bạn khá hào hứng. Nhất là các bạn học viên của Thanh rất là hào hứng khi mà mình học theo cách như vậy. Tức là chúng ta vừa học từ vựng, chúng ta vừa học phát âm của từ đấy luôn. Và thông qua cái việc học từ vựng, học phát âm, chúng ta thậm chí còn biết được luôn cái cách đọc hay những cái dấu hiệu nhận biết mà chúng ta khi mà mình đã biết cái dấu hiệu đó rồi thì những cái từ khác giống tương tự như vậy chúng ta không phải tra từ điển nữa. Đó, thì hôm nay Thanh sẽ quay trở lại với phần 2. Đó là cũng là mình sẽ học cái từ vựng thông qua các cái mình phân biệt là một số từ sẽ dùng được Anh và một từ số từ là của người Anh Mỹ, người ta sẽ dùng như thế nào. Dĩ nhiên là những cái từ này mình khi người Việt mình giao tiếp đúng không? Mình có thể nói cả hai từ bởi vì nó có đồng nghĩa với nhau. Thế tuy nhiên thì mình tìm hiểu hơn một chút về cái văn hóa của họ là người ta sẽ không, những người Anh thì người ta sẽ không dùng những cái từ đó và những người Anh Mỹ người ta quen dùng những từ kia chẳng hạn. Đó, thì hôm nay mình sẽ tìm hiểu hơn, sâu hơn một xíu. Và hôm nay cũng tương tự, Thanh sẽ có tất cả là 12 từ. Tổng cộng là có 12 từ, chúng ta sẽ cùng nhau học nghĩa, phân biệt nó và cách phát âm của nó như thế nào luôn và xem dấu hiệu nhận biết hôm nay Thanh đưa ra cho các bạn là gì nhá. Are you ready? Let's go! Bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào nhá. Tương tự như phần trước, mình sẽ có một bên là Anh và một bên là Anh Mỹ. Anh Thanh để màu xanh dương, còn Anh Mỹ thì Thanh để màu xanh màu da cam. Ok, tương tự Thanh sẽ lật ở bên xanh dương trước, là Anh trước. Nếu mà các bạn biết là cái từ đồng nghĩa với nó mà nó hay người Mỹ hay dùng thì các bạn có thể nói ngay lập tức nhá với Thanh nhá. Yes. Đầu tiên đó là cái từ zebra. Zebra. Do you know how to pronounce this word? Mình có biết cách phát âm cái từ này không? Rồi, nếu mà ai xem video clip của Thanh ấy thì có thể nhận ra ngay lập tức hai vấn đề trong cái từ này mà Thanh đã nói rất nhiều trong các video trước rồi. Thứ nhất là âm p ở đây là hai phụ âm gần nhau giống nhau, mình tách ra. Thế tuy nhiên là trong cái phần phiên âm mà trong cách đọc của mình ấy, mình chỉ đọc là một chữ p thôi. Chính vì vậy mình không đọc là zipper mà mình đọc là zipper. Zipper. Ok, mọi người lưu ý nhìn nào. Ở đây nhá, người ta chỉ âm p ở đây và cái âm p này nó sẽ được nối với âm ơ đằng sau. Đó là một lưu ý thứ nhất trong cái từ này. Ngoài ra, lưu ý thứ hai, đó là tận cùng là đôi r. Thì đấy là dấu hiệu của âm gì nhỉ? Wow, nếu mà ai xem video clip rồi thì cũng biết đó là dấu hiệu nhận biết của âm ơ. Ơ, âm ơ ngắn đúng không? Và cái từ này mình sẽ đang nhấn trong âm và âm thứ nhất và mình đọc là zebra. Zebra. Vậy thì nghĩa của nó là gì nhỉ? Zebra. Yes, cái kéo, khóa kéo đúng không ạ? Zipper, yes, cái khóa kéo. Vậy thì tương tự ở trong Anh Mỹ mình sẽ có từ nào tương tự ta? Nó có nghĩa tương tự, người ta không nói là zipper đâu. Và người ta sẽ nói cái từ ngắn gọn hơn. Yes, và người ta chỉ phát âm là zip. Yes, zip, zip. Good job, repeat after me. Zipper, zipper, zipper. Và zip, zip, zip. Good job, ok. Từ tiếp theo, hai cái từ này, hai cái từ này có nghĩa là gì nhỉ? Hình như là bánh quy thì phải. Ok, và cái từ này Thanh thấy rất nhiều người đọc là cookie. Cookie á, bánh quy á. Ok, lưu ý cho Thanh nhá, âm o ở đây thứ nhất là âm ục. Ục. Thứ hai, cái âm e cuối từ là âm câm, cho nên nó sẽ không được phát âm. Và lưu ý, mình không đọc là cookie mà mình đọc là cookie. Cookie. Hôm hai âm khác nhau nhá, cu và ki. Ok, lưu ý, đọc cái thanh cookie, cookie, cookie. Good job, cookie. Rồi, bánh quy ở trong Anh, vậy thì Anh Mỹ mình có từ nào nhỉ? Tương tự với cookie. Cái từ này cũng hay, rất được sử dụng nhiều luôn. Đó là từ biscuit. 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 Thanh thấy học viên của Thanh á, hoặc những người Thanh gặp ấy thì hay sử dụng từ cookie này hơn bởi vì nó gần giống như tiếng Việt hơn. Cookie. Và cái từ này nó khó hơn xíu. Mình sẽ đọc là biscuit. Lưu ý, âm này là piss và kit. Ui ở đây mình phát âm là âm i. I ngắn nhá, i ngắn. Yes. Biscuit. Biscuit. Good job. Repeat after me. Cookie. Cookie. And biscuit. Biscuit. Mọi người lưu ý đừng có quên âm S của Thanh nhé. Mọi người hay đừng đọc là B-Kiss nhé. Hay là Peace
biscuit. 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 Yes. Rồi, cái từ này. Cái từ này thì người ta lại hay sử dụng từ người Việt của mình ấy, hay sử dụng cái từ Anh Mỹ nhiều hơn. Cái từ này phát âm là gì ta? Cab. Cab. E bẹt ấy, cái âm e a thì nó sẽ phát âm là a. Mọi người để lưỡi nhá, để lưỡi ở vị trí thấp nhất và sau đó hạ hàm xuống là xong. Khi mà mình phát âm nó sẽ hơi giống âm a một xíu. A. 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 Được chưa? Ok, và mình đọc là cab. 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 Âm bờ là âm rung nhá. Cab. 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 Good job. Rồi, Thanh nói ra nghĩa của cái từ này thì mọi người khá là ngạc nhiên. Đó là cái từ taxi ạ. Ok, mọi người hay nói là taxi ạ. Yes. Ok, thì dĩ nhiên là ở taxi thì ở Việt Nam mình hay dùng bên Anh Mỹ nhiều hơn đúng không? Và cái từ này mình không đọc là taxi, không phải là taxi mà nó là taxi. 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 Good job, đọc hơi đúng hơn, điệu hơn một xíu nó sẽ hay hơn đúng không? Taxi. Taxi. Tương tự mình cũng có âm e bẹt bên này luôn. A. Ta. Ta. Taxi. 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 Good job. Ok. Tiếp theo mình có từ kẹo. Kẹo, bánh kẹo á. Là từ gì ta? Bên Anh mình sẽ có từ candy. Candy. Mọi người lưu ý cho Thanh cái từ này. Cái từ này âm y dài. Thường nếu mà tận cùng là âm y dài thì nó được phiên âm là âm i, tức là âm y ngắn á. Ok, cho mình mọi người thấy xuất hiện âm y ngắn ở đây đúng không? Và mình sẽ đọc là candy. 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 Good job. Bên này thì mình sẽ có một cái từ khá là hay. Đây. Nó đọc là sweet. Sweet. Rồi, cái từ này nó có hai nghĩa. Một là ngọt khi nó là tính từ. Thứ hai nó là danh từ khi nó là kẹo. Ok, và mình đọc là sweet. 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 Rồi, lưu ý cho Thanh. Âm e mọi người ghi xuống nhá. Âm e là dấu hiệu của âm i, tức là âm i dài. Hôm trước mình học rồi, hôm trước mình học là âm ea là dấu hiệu của âm i, i dài. Thì hôm nay mình gặp a, ở đây âm ee cũng là dấu hiệu của âm i dài nhá. Rồi, mọi người sẽ đọc là sweet, sweet, sweet. Good job. Candy, candy and sweet, sweet. Ok, good job. Next one, cái từ này. Corn. Corn. Cái từ này có nghĩa là gì nhỉ? À, bắp ngô. Bắp ngô đúng không ạ? Oh yes. Và lưu ý, mọi người hay uống sữa ngô ấy, thì nó hay cái từ này xuất hiện trên cái chai sữa ngô á, mọi người hay gặp. Trong trường hợp này lưu ý cho Thanh, âm R là dấu hiệu của âm O. O. Tức là O dài, đọc hơi giống âm O một xíu trong tiếng Việt nhá. Nhưng mà không phải là mô nhá. O. O. Và mình đọc là corn. 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 Con. Good job. Và bên này, người Mỹ người ta không dùng từ con, tức là người ta sẽ không dùng cái từ này và người ta sẽ dùng từ maize. Maize. Cũng là đều là bắp ngô thôi, nhưng mà người ta không dùng cái từ con, mà người ta dùng maize. Đôi khi mà bạn lên Hồ Tây mà bắt tay để nói chuyện ấy, thì khi mà bạn gặp phải người Mỹ mà bạn nói là con thì người ta sẽ không hiểu là gì đâu. Hoặc là người ta có khi người ta hiểu nhưng mà người ta cũng không quen lắm. Và người ta hay dùng từ maize nếu mà bắp ngô hơn, đúng không? Rồi, cái này âm I ở đây mình đọc là A. A và mình đọc là maize. Âm E ở đây là cuối từ thì là sao ta? Yes, âm câm. Yeah, mình đọc là maize. 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 Ok, last one. Mình có từ rác. Anh thì mình có đọc là garbage. 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 Cái từ này lưu ý cho Thanh một xíu nhá. Thứ nhất, dấu hiệu đầu tiên Thanh đưa cho các bạn đó là R là dấu hiệu của âm R. A dài. R. R. Vậy thì mình là ga. Ga. Yes. Thứ hai, âm nếu mà các bạn sẽ xuất hiện là âm A, G, E. Đó, thì cái âm A ở đây, nếu mà các bạn thấy xuất hiện là A, G, E ở cuối từ thì cái chữ A đấy được phát âm là âm I, I ngắn nhá, I ngắn. Và cái chữ G, E nó được phát âm là âm J, J. Tương tự trong cái từ, ví dụ từ village, đó, cũng xuất hiện A, G, E. Ví dụ như từ cottage,
cũng vẫn là A-G-E. Yes. Vậy thì cái từ này mình sẽ đọc là garbage. Garbage. Âm D này. Mọi người lưu ý âm âm D cho thanh này. Âm này tương tự, nó cách phát âm giống âm Ch. Âm Ch mình cũng là âm tròn môi và âm D cũng là âm tròn môi. Tuy nhiên âm Ch là âm vô thanh, còn âm D là âm hữu thanh. Mọi người nhắc lại thanh nhá. Âm Ch trước này. Ch. Ch. Yes. Ch. Tức là cái dây thanh quản của mình không rung. Thế nhưng âm D này. J. 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 Yes, dây thanh quản của mình có rung đúng không ạ? Ok, đó. Thì cái này mình đọc là garbage. 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 Good job. Tương tự, cái từ rác ở trên, ở bên Anh Mỹ mình sẽ không phải là garbage nữa, mà mình sẽ là từ rubbish. Rubbish. Rồi, BB ở đây là hai từ, thế nhưng mình chỉ đọc là một thôi nhá. Và mình không đọc là rubbish nhá. Mình đọc là rubbish. Pish. Âm SH, một cái lưu ý nữa cho mọi người. Âm SH ở đây ấy, mình sẽ đọc là sh. Dấu hiệu của âm sh. Và luôn luôn như vậy, khi mà các bạn thấy xuất hiện âm SH ấy, các bạn phải đọc cái âm sh nhưng mà là âm sh tròn môi cho thanh sh. Chứ không phải là âm sh như thế này, đúng không? Sh. Rubbish. Repeat after me. Garbage. Và đây là rubbish. Garbage. Rubbish. Good job. Tiếp theo là mình sẽ đến với phần revision, ôn tập, đúng không ạ? Ôn tập xem là mình có nhớ những cái gì mà Thanh nói từ đầu đến giờ hay không. Nhanh thôi, bởi vì Thanh tin chắc là khi mà chúng ta sẽ làm các cái hình thức vừa đọc, vừa học, vừa phát âm như thế này và luôn luôn nhắc nhở cùng với nhau như vậy thì chúng ta sẽ nhớ rất là lâu và nhớ rất là nhanh nữa. Rồi, từ đầu tiên, Anh Mỹ mình có từ jeep. Yes, jeep là gì ta? Yes, là cái kéo, khóa kéo đúng không? Ok, trong Anh mình không phải là jeep mà mình là từ. Yes, good job. Jeeper. Jeeper. Ok. Jeeper. Jeeper. Good job. Tiếp theo, từ biscuit. Đọc là gì đó? Biscuit. Biscuit. Và trong Anh mình sẽ đọc là gì? Mình sẽ có từ gì? Yes, mình sẽ có từ. Từ dễ hơn đúng không? Ok. Cookie. 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 Ok. Tiếp theo, taxi. Taxi. Trong Anh, nước Mỹ người ta dùng là taxi, tuy nhiên nước Anh người ta dùng là từ cab. Cab. Good job. Xe taxi đó. Cab. 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 Ok. Sweet. Sweet là gì nhỉ? Kẹo ngọt, kẹo ngọt. Yes. Có hai nghĩa, một nghĩa là kẹo, một nghĩa là ngọt. Kẹo là danh từ, còn ngọt là tính từ. Sweet. Thì mình sẽ có từ tương tự đó là từ yes, candy. Candy. Mọi người lưu ý nhá, khi mà Thanh hỏi cố gắng bật luôn ra nếu mà các bạn nhớ cái từ đó. Được chưa? Nhớ nhá, bật luôn ra để mình có luyện tập và mình nhớ ngay sau khi kết thúc video clip này luôn. Đừng có để ngày hôm sau, bởi vì khi các bạn nói hôm sau mình xem lại, hôm sau mình học lại, không bao giờ các bạn xem lại đâu nhá. Ok. Tiếp theo, từ này là từ maze. Maze. Từ maze thì mình đọc nào ta? Maize là cái gì nhỉ? Ok, bắp ngô đúng không? Và ở Anh mình sẽ có từ corn. 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 Yes. Tiếp theo từ cuối cùng, rubbish. Rubbish nhá, không phải rubbish nhá. Rubbish. Rubbish. Và mình sẽ có ok, tương tự garbage. Garbage là rác, rác thải đúng không? Ok, hy vọng là mọi người nhớ luôn nhá. Rồi chúng ta sẽ có một phần nữa. Ok, good job, well done. Xong rồi, các bạn rất là giỏi, rất là tốt. Và bây giờ chúng ta sẽ phải đến một phần nữa. Không chỉ học lý thuyết không mà chúng ta phải thực hành ngay lập tức đúng không ạ? Vừa nhớ nghĩa của từ mà bây giờ chúng ta phải biết cách đọc. Cách đọc thì chúng như Thanh nói là chúng ta phải luyện tập. Bởi vì ngày xưa chúng ta đang đọc theo một cái hướng khác. Bây giờ chúng ta biết tại sao cái từ đấy đọc như thế này rồi, thì chúng ta phải luyện tập để thay đổi dần cái thói quen của ngày xưa đi đúng không? Ok, bây giờ mọi người sẽ đọc cùng Thanh nhá. Thanh sẽ đọc rất là chậm, mỗi từ 3 lần. Và khi mà đọc ấy, các bạn hãy hình dung ra cái từ đó, được chưa? Cái nghĩa của từ đó để mình nhớ luôn nghĩa. Bên cạnh hình dung, các bạn cũng phải nhớ luôn cho Thanh là đọc theo Thanh một cách to nhất và khẩu hình miệng của mình di chuyển nhiều nhất nhá. Bởi vì như thế thì mình sẽ đọc tự nhiên hơn và những trong quá trình giao tiếp mình sẽ đọc hay hơn nữa. Ok, now repeat after me. Zebra. 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 Zip. 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 Cookie. Cookie. Cookie.
biscuit, biscuit, biscuit. Cab, cab, cab. Taxi, taxi, taxi. Candy, candy, candy. Sweet, sweet, sweet. Corn, corn, corn. Maize, maize, maize. Garbage, garbage, garbage. Rubbish, rubbish, rubbish. Good job, các bạn đã hoàn thành cái buổi học ngày hôm nay. Thanh hy vọng là mọi người sẽ học được nhiều điều cảm thấy hay và hữu ích. Và nếu các bạn thấy video clip của Thanh hay và hữu ích thì mọi người có thể like và share hay subscribe kênh YouTube của Am English để có thể đón chờ những video clip mới nhất, hay nhất và hữu ích nhất nữa nhé. And it's time for say goodbye. See you.